Nếu mà nhận mình sai rồi ngồi cãi làm thật. Đấy, tua anh tua anh xem anh xử lý phát đấy. Đấy, tua anh xử lý phát đấy là anh e hụt rồi anh tốc biến vào người nó để làm gì? Cái vấn đề á, không phải là Không anh phải xử cái vấn lý. đề kể cả anh có giết được nó phát đấy nhá. Đây anh tính 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 này, nó 1-4, anh đang 2-2. Anh có giết được nó mạng đấy thì 100% là anh cũng bằng, tại vì trụ sẽ bắn anh tầm 2 đến 3 phát mà máu anh thì nó là ngưỡng máu tử rồi đấy. Anh đường ra thì anh không ra, anh chạy vào trụ nó anh không ra ăn sâu với em. Cái pha đấy ra ăn sâu, anh còn máu đâu mà ăn sâu bắt Ô vậy sao lúc máu lúc anh còn đúng bằng đêm máu anh lại bắt em quay lại đánh nhau với anh trong khi team nó có tầm 3-4 thằng, vậy là như nào, lý do đấy là gì, cái khúc đấy là em không thể nào trong ăn lại khi được có với mỗi một mình đang dừng nó ở đấy. Thì đầu game anh còn anh lúc đấy anh đang quá khỏe rồi, còn cái đoạn kia thằng rồng nó có nội tại rồi, xong rồi bao nhiêu thằng ở đấy thì anh lại bắt em quay lại đánh, xong rồi anh ngồi anh cáu bẩn em là cái như khúc đấy có nào. chạy được đâu. Khúc nào anh quay lại vào trụ rồi anh lại còn bảo không chạy được, anh đi thẳng cái đường bụi ra thì anh đéo ra, anh lại đi vào trụ để cho trụ bắn, anh kéo e hụt anh tốc biến vào người nó là chi đấy, là đấy, đấy là gì, Em chẳng xem bao lại giờ anh thôi, em xem lại cái video của em mà lúc anh đang đánh mày cứ cả 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 đây đây đợt lại à là do em cảm nên anh xử lý hụt à, anh ảo thế, này. lý do kiểu nó khó khó chấp nhận vậy, lý do nó khó chấp nhận vậy. Đây đoạn này này anh đi mẹ nó ra ngoài đấy, anh đi ra bụi rồi lại quay lại vào trụ, nó cười đi hết nính trụ nó bắn cho em gọi ra bằng được, quay lại e hụt phát này tốc biến r flash đập chi vậy, nó 1-4 rồi mà nó còn tiền nữa đâu chi vậy chơi, còn tên gì anh em ơi, còn tên gì, còn tên gì mấy ông, đánh sai mình cam mình bỏ bot thì mình trả cay, các ông là ngồi xem vui nè, các ông nghĩ là còn tên mà đây là tôi đang chơi mấy thứ linh tinh tôi ôm tôi thua tôi trả cay trời. Đây còn cái đoạn này này ông còn một tẹo máu ông bắt mình hộ thể, mình cũng chẳng hiểu hộ thể cái gì, tôi tìm cái đoạn đấy cho, đánh lúc nào cũng phải để trụ cho nó bắn cho mấy quả này, quả này nhá, quả này bắt mình hộ thể, chẳng hiểu mình hộ thể thì sống kiểu gì ấy. Đấy anh tua lại cái đoạn em hộ thể xem thì anh định 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 sống kiểu gì trong khi anh ăn một combo rồi, anh không thể sống được anh hiểu không, anh không thể sống được pha đấy, anh vừa ăn thiếu đốt này máu anh không MV kép vào anh kiểu gì anh cũng hoảng, anh không kịp xài R luôn cơ, anh hình dung không, anh không kịp xài R của đấy, anh không kịp xài cái gì đâu. Thôi chịu rồi bỏ top đánh bot, qua nay giờ toàn thua là do mình đánh top nhá, mình cứ ngồi mình phải suy nghĩ xem là nên đánh ở lane nào, đánh top hay đánh bot, đánh top thì bot khoảng qua nay mình toàn đánh top chứ. Anh có lick kim cương 4 hàng đây, anh kim cương 3 kim cương 4 này, làm nghề giải trí thì còn tên thì mọi người mới xem, mọi người cứ xem vui vẻ là được, nhưng mà chơi game nhiều với ông quạo nhau á, mấy hôm đầu á mình còn chiêu chiêu vui vẻ, chơi game nhiều với ông là quạo thật á, quạo thật chứ không phải quạo đùa đâu, lúc nào đùa thì anh em nghe cái là biết luôn, còn lúc nào quạo thì mọi người phải nhìn cái sắc mặt mọi người, nhìn biểu cảm chứ, sao phải chơi game chung là mình không cần giải thích với mọi người đâu, tại vì ông Mực ông là người cân bằng game nên là mọi người hiểu thì hiểu, ông ấy là người cân bằng game đấy, mọi người hiểu thì mọi người hiểu, ai chơi thì người ta sẽ hiểu. Xác định cân bằng game thì cáu làm gì hả? Ui những game tôi ôm tôi oẳng thì tôi chả phải cáu ông. Cơ bản là hôm nay ngay từ đầu anh em chơi với nhau rồi là bằng. Hôm nay anh phải để cho em côn. Ừ lỗi anh hôm qua lỗi anh. Hôm nay anh sẽ nghe em. Đấy câu chuyện nó là như vậy. Câu chuyện nó là như thế. Là ừ hôm nay anh sẽ nghe em. Câu chuyện là anh em côn. Đấy mình mới cáu. Đầu game đang phối hợp nhịp nhàng thì mình có cáu đâu. Mà mình xử nhìn cái pha ở trên top mình côn ra ra sâu không ra là mình quạo lắm rồi.